Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Trong số những cái tác phẩm được giải vàng ở triển lãm Bắc Ninh, ban tổ chức có công bố đây là một cây mai chiếu thủy đến từ nhà vườn Vũ Tuấn Quảng, câu lạc bộ Thành Đông Hải Dương. Và tôi gửi đến hình ảnh của một cây mai chiếu thủy có tên là Thiên Cổ Kỳ Huyền. Và kỳ huyền tức là có một nhánh này là nhánh huyền này, đưa xuống dưới mặt chậu này. Đẹp quá. Vâng, đây là cây mai tầm lá trung. Không, khả năng là lá lớn đấy, nhưng mà vì nó già và độ răm dày cho nên nó cô nhỏ lại thôi. Đây, đây là lá lớn đấy. Chuẩn bị đến mùa hoa mai chiếu thủy rồi. Chúng ta đứng cạnh một gốc mai cổ như thế này thì chắc chắn là sẽ được thưởng thức những cái hương thơm rất quyến rũ. Thiên Cổ Kỳ Huyền. Chia tay với Thiên Cổ Kỳ Huyền, chúng ta đến với một tác phẩm cũng được giải vàng. Đó là tác phẩm Sam Trái. Chủ nhân là Vũ Văn Tuấn đến từ câu lạc bộ Bonsai Thanh Hà, Hải Dương. Cây xanh, cây sam trái được giải vàng, nhỏ nhưng đúng là những cây như thế này chơi không bao giờ biết chán. Vâng, chúng ta cảm nhận được nét đẹp của cái tác phẩm Sam Trái ra giải vàng, đẹp quá.